chào các lớp. Hôm nay video này chúng ta sẽ học một cái bài rất là hay, Một cõi đi về của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài này thì cũng không demo luôn, phần đầu demo rồi sẽ dễ bị bắt dính bản quyền đến tất các thứ rất là mệt, cho nên bây giờ chúng ta sẽ vô bài luôn ha. Với cái bài Một cõi đi về này thì các bạn chơi cho mình ở điệu siêu rock. Tông thì các bạn nam mà chúng ta sẽ chơi tông la thứ luôn ha, trực tiếp luôn ha. Nữ thì chúng ta chơi tông bi thứ. Thì nếu như các bạn bây giờ đàn cho nam hát á, thì mình đàn la thứ luôn, trực tiếp không có chỉnh trên bóc gì hết ha. Còn nếu mà nữ hát tông mi thứ thì các bạn chỉnh bóc là -5 hoặc là +7. Ok, rồi mình nói thêm thôi. Rồi bây giờ cái phần bài này á, thì tempo thì các bạn chúng ta chơi khoảng tầm 62 đến 65 là được rồi ha. Rồi, ở đây thì mình chơi tempo 65 đi. Dạ, ok. Cái phần intro á, thì chúng ta sẽ lấy một đoạn trong bài thôi ha. Mình không đi intro. Bây giờ mình trực tiếp vô đoạn A luôn ha, cho nhanh gọn cho các bạn luôn nè. Dạ. Mi mi đô là fa mi mi. Mi mi đây ha. Mi 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 đô. Mi 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 đô là fa mi mi. Mi, bây giờ chúng ta thuộc nốt trước cái hạ hợp âm thuộc luôn. Sau đó chúng ta vào nhịp sau. Rồi. Mi 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 đô là fa mi mi. Chỗ này chúng ta bỏ hầm la thứ. Rồi khi mà cái nhịp mạnh ngang cái bụp á, thì chúng ta sẽ thay đổi âm trước, tức là chúng ta thay qua đổi rê thứ. Rồi chúng ta sẽ đi câu là rê 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 la mi mi, 4 nút rê đây, rê 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 rê. Sau đó nút rê thứ 5 là chúng ta đi cái câu tiếp theo là rê la mi mi. Rồi lại câu thứ 2 rê 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 la mi mi. Chỗ này chúng ta sẽ bao âm la thứ. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ thay đó âm trước, thay đó âm phà đô 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 đô, 4 nút đô. Rồi đô la rê rê, cái chỗ này bỏ âm rê thứ, đô 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 la rê rê. Sau đó chúng ta những ngày nhịp mạnh chúng ta đổi âm trước mi 7, rê rê đô đô, rê đây, rê đây, rê rê đô đô mi đô si la, rê rê đô đô mi đô si la. Rồi lại ha, nguyên đoạn này luôn ha. Mi 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 đô la fa mi mi, bỏ qua rê thứ, rê 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 la mi mi, bỏ qua pha trưởng, đô 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 la rê rê, bỏ qua mi 7, rê rê đô đô mi đô si la. Rồi như vậy là xong đoạn A. Rồi làm lại đoạn A nha. Mi 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 đô la fa mi mi, rê 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 la mi mi, đô 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 la rê rê, bỏ qua mi 7, rê rê đô đô mi đô si la. Rồi ok ha. Rồi làm lại. Đầu tiên là nghe phát mạnh thì chúng ta rồi để la thứ âm chủ. Mi 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 đô la fa mi mi, rê 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 la mi mi, đô 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 la rê rê. Bây giờ vô nhịp. Ok. Mi 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 đô là fa mi mi, vô nhịp. Bỏ qua rê thứ, các bạn chú ý nè. Mi 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 đô là fa mi mi. Bụp. Chúng ta phải đếm đủ 2 3 4 1 chúng ta mới đàn câu tiếp theo. Ví dụ mi 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 đô là fa mi mi. 2 3 4 1 rê 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 la mi mi. Câu nào cũng như vậy nha các bạn. Là nè, bụp nè. Mi 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 đô là fa mi mi. 2 3 4 đổi. Đó bấm ngay cái phách mạnh. Ok. Ngay cái đội đó là ngay cái một á. Mi 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 đô là phá mi mi. 2 3 4 đổi. Rê 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 la mi mi. 2 3 4 1. Đổi ngay một. Đô 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 la rê rê. 2 3 4 đổi. Rê rê đô đô mi đô si la. Ok. Tempo hơi nhanh ha, mình hạ tempo 82 đi. Nếu các bạn muốn vô nhịp, vô trống trước thì chúng ta sẽ bỏ phách mạnh rồi chúng ta đàn vào. Còn nếu mà chúng ta không vô nhịp trước, chúng ta đàn thì chúng ta phá mi mi, chúng ta hạ vô nhịp. Ví dụ là mi 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 đô là phá mi mi, vô nhịp. Còn không thì nếu mà nhịp sẵn rồi mà chúng ta vô thì chúng ta sẽ bỏ phách mạnh. Ví dụ là bụp mi 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 đô là phá mi. Ok ha, rồi bây giờ đó là fa mi mi. 2 3 4 đổi. Rê 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 la mi mi. 2 3 4 đổi. Fa đô 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 la rê rê. 2 3 4 đổi 17. Rê rê đô đô mi đô si la. Ok. Rồi, như vậy ha, làm lại ha. Mi 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 đô là phá mi mi. 2 3 4 đổi. Rê 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 la mi mi. 2 3 4 đổi. Đô 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 la rê rê. 2 3 4 đổi. Rê rê đô đô mi đô si la. Ok. Rồi, như vậy là xong đoạn A rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn B giống như đoạn A và mình không làm lại nữa. Bây giờ chúng ta sẽ qua điệp khúc. Ok. Rồi, điệp khúc. Son 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 đô, các bạn bấm ngón làm sao cho chúng ta tiện tay thôi. Son 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 đô, không bắt buộc ngón ha. Son 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 đô, son 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 đô, son son mi mi. Rồi, son 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 đô, ngay chỗ này phải ngay phát mạnh nha các bạn. Son 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 đô, ngay chỗ này chúng ta bỏ đô trưởng nè. Son 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 đô, son son mi mi. Cái này mình lượt bớt hợp âm ha, lượt bớt hợp âm cho các bạn cho dễ chơi. Son 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 đô, son son mi mi. Rồi, ngay cái đố, ngay phách mạnh, ngay cái đố nha. Cái mì thì nó nằm ngay phách 3. Nó cũng giống như là mạnh vừa thôi chứ không phải ngay mạnh. Son 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 đô, son son mi mi. Rồi tiếp tục. Mi 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 la. Ngay chỗ này chúng ta bỏ âm la 7. Các bạn bỏ la thứ cũng được. La 7 thì bên tay trái các bạn bấm sol la đô thang mi. Hôm la 7 này là bấm như thế ha. Sol la đô thang mi. Sol la đô thang mi. Đây là âm la 7 nhé. Dạ ok. Son 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 đô, son son mi mi. Rồi mi 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 la. Này tại mình rải piano cho nên mình bấm cái nốt nó khác. Còn bấm hợp âm thì chúng ta sẽ bấm là sol la đô thang mi ngón như này ha. Bỏ úp. Bỏ ngón út, áp út, dựa, trọ, cái, bấm như vậy, thành la 7. Sơn 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 đô, sơn sơn mi mi, mi 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 la, mi mi re re. Bấm ra thứ chỗ này. Mi la. Chỗ này các bạn sẽ bỏ âm la thứ. Rồi tiếp tục ha, làm lại ha. Sơn 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 đô, sơn sơn mi mi, mi 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 la, mi mi re re, mi la. Tiếp tục. Đô 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 mi, đô đô mi, ngay giờ này bỏ đô trưởng. Đô 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 mi, đô đô la la. Chỗ này bỏ pha trưởng. Rồi si 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 re. Chỗ này các bạn bỏ re thứ rê thứ 6, nhưng mà thôi bảo rê thứ được rồi. Si 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 rê, si si mi mi. Chỗ này mi 7, đô la. Làm lại câu thứ hai. Đô 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 mi, đô trưởng nào. Đô đô la la, pha trưởng. Si 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 rê, rê thứ. Si si mi mi, mi 7, đô la thứ. Rồi làm lại nguyên đoạn điệp khúc luôn ha. Son 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 đô nè, son son mi mi, mi 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 la, mi mi re re, mi la. Đô 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 mi, đô đô la la, si 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 re, si si mi mi, đô la. Mình đọc cái nốt có phần hơi nhanh, nhanh là do là tại vì trên màn hình hiển thị nó đã có nốt rồi. Rồi. Sơn 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 đô, sơn sơn mi mi, mi 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 la, mi mi re re, mi la. Đô 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 mi, đô đô la la, si 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 re, si si mi mi, đô la. Ok, rồi vô nhịp cái phần điệp khúc. Sơn 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 đô, ngay cái nút đô là ngay phát mạnh nha các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ bỏ quan điểm như thế này. 1 2 3. Sơn 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 đô đánh ngay phát 4. 1 2 3 4. Sơn sơn đô, sơn sơn mi mi, mi 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 la, mi mi đề đề, mi la. Tiếp tục. Đô 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 la. Nghe làm là điệp khúc. Sơn sơn đô, sơn sơn mi mi, mi 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 la, mi mi đề đề, mi la. Đô 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 mi, đô đô la la, si 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 re, si si mi mi, đô la. Làm lại điệp khúc. Sơn sơn đô, sơn sơn mi mi, mi 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 la, mi mi re re, mi la. Đô 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 mi, đô đô la la, si 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 re, si si mi mi, đô la. Ở đây có hợp âm rê thứ 6 thì các bạn cứ bấm rê thứ thôi. Nếu rê thứ 6 thì chúng ta sẽ các bạn sẽ bấm là rê pha la là rê thứ đúng không? Chúng ta sẽ thêm nút xí vô. Ở đây là hợp âm này là hợp âm rê thứ 6 nha các bạn. Rê pha la xí này nó hơi khó bấm thì các bạn bấm rê thứ cũng được. Còn nếu muốn bấm đúng gốc rê thứ 6 là rê pha la và thúc xi nữa. Ok. Rồi bây giờ xong cái điệp khúc á, xong cái điệp khúc thì chúng ta sẽ tới đoạn C và đoạn D. Đoạn C đoạn D đều nó giống như cái đoạn A luôn, rồi mình không làm lại. Rồi bây giờ mình làm từ đầu ha. Từ đầu với đoạn B, điệp khúc, đoạn C, đoạn D. Đoạn A, đoạn B, đoạn C, đoạn D đều bằng nhau, đều giống nhau hết. Ok. Bỏ bỏ qua rê thứ rê 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 la mi mi, bỏ qua pha trưởng đô 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 la rê rê, bỏ qua mi bảy rê rê đô đô mi đô si la. Tông B bây giờ điểm hát. Điểm hát thì các bạn sẽ coi là video hướng dẫn là cách đệm trước, cách đệm điệu siêu rock. Thêm một video nữa là cách sử dụng tiếng string trong điệu siêu rock. Thêm một video nữa đó là chạy là thứ 9, kỹ thuật chạy là thứ 9 áp dụng vào. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng những kỹ thuật đó và chúng ta đệm vào bài này. Thì những các bạn nếu muốn đệm bài này là chúng ta phải xem lại những video đó. Chắc chắn như các bạn học online rồi, những cái video là chúng ta sẽ theo một cái giáo trình thì các bạn sẽ rất là dễ học. Cái này mình nói cho những cái bạn nào đang học trên YouTube thôi. Còn những bạn được học online thì các bạn sẽ có những cái video chi tiết hướng dẫn riêng rồi. Thì theo cái giáo trình đó thì Trần Khánh đã hướng dẫn mọi người rồi. Chúng ta xem lại và chúng ta học kỹ lại rồi chúng ta áp dụng cái bài này. Rồi mình áp dụng ví dụ thử thôi. Giờ mình để mình lập lớp giống câu đi ha. Ví dụ mi 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 đô là phá mi mi rê 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 la mì mì đàn giống các bạn. Đô 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 la rê 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 đô 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 đô. Rồi coi như đàn giống. Rồi các bạn áp dụng la thứ 9 chạy vào. Ví dụ mi 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 đô la fa mi mi, áp dụng là chính vào mi mi đô la fa mi mi rê 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 la mi mi đô 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 la rê 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 thứ 9. Áp dụng cách dằn siêu ráp vào luôn. Mấy cái dằn siêu vậy. Nói qua thôi. Rồi. Lại cho căng. Rồi chúng ta sẽ tiếp với cái phần điệp khúc là các bạn lấy tiếng string bè thôi, đơn giản thôi. Son 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 do son son mi 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 mi. casting này á, bè là có nghĩa là sao các bạn vẫn có giống như là chúng ta đờ độc tấu rồi thôi, nhưng mà thay vì á những cái nốt mà chúng ta đờ chủ yếu những cái nốt ngay chỗ phách mạnh thôi, chúng ta bỏ bớt nốt những cái nốt kia, chúng ta đờ phách mạnh, ví dụ son 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 đô nè, son son mi mi nè, mi 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 la nè, mi mi đề đề mi la. Đó, chúng ta đờ những cái nốt đó đó, lấy string này là được rồi. Ok, ok, như là xong rồi cái phần khi thực ra này, cái này chúng ta phải cần học riêng, học thêm riêng mới áp dụng vào cái đệm được. Rồi ok, theo video này chúng ta sẽ kết thúc tại đây ha, Một cõi đi về ha rồi.